Rất nhiều anh em khách hàng mà xem FPT Laser thì thường hỏi về chiều cao của mình. Thì ở video này mình xin chia sẻ thật là mình chỉ cao 1m63. Và trong rất nhiều các video mà phải tiếp những cái khách mời cao to thì mình thường phải sử dụng những cái sản phẩm giày tăng chiều cao như thế này. Là một người mà đã trải nghiệm khá nhiều các sản phẩm giày tăng chiều cao thì mình thấy có hai nhược điểm chính đối với cái sản phẩm này. Nhược điểm thứ nhất là rất nhiều đôi giày tăng chiều cao mà người ta nhìn bên ngoài người ta biết ngay là giày tăng chiều cao. Và thứ hai là với những cái đặc điểm như vậy nên là những cái sản phẩm giày tăng chiều cao này sẽ có kích thước khá là lớn, khiến bàn chân của mình to như là đi chân vịt vậy. Nhược điểm thứ hai là khá nhiều đôi giày tăng chiều cao thì lòng trong giày thì nó khá là dốc. Vậy nên là anh em đi hàng ngày giống như là đi giày cao gót vậy, vô cùng khó chịu. Vậy nên là trong năm vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em thiết kế để tạo ra một cái sản phẩm giày tăng chiều cao như trên tay mình đây. Khi anh em nhìn bên ngoài thì thường để ý cái phần đế giày này, nhưng thực ra sẽ có 2cm của phần đế sẽ được thụt vào bên trong và ôm theo phần da. Nên khi anh em nhìn từ ngoài vào thì nó giống như một đôi giày bình thường, chứ không phải một đôi giày tăng chiều cao. Phần đế giày thì mình thiết kế ôm theo hình giọt nước để cho nó ôm theo bàn chân, khiến cho bàn chân trở nên gọn gàng hơn. Đặc biệt là bên trong giày da, mình sẽ có thêm một chiếc lót form. Cái lót form này thì thường thấy trên những đôi giày thể thao, sẽ khiến cho đôi bàn chân trở nên êm ái và thoải mái hơn. Cái sản phẩm giày da tăng chiều cao ẩn này nó xuất phát từ nỗi đau của mình là một người có chiều cao khiêm tốn. Hy vọng cái sản phẩm này sẽ giúp anh em chia sẻ được cái nỗi đau đối với mình, cũng như là giúp anh em tự tin hơn trong cuộc sống.